Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Dương, sáng sớm thứ Năm ngày 12 tháng 9 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồi chiều tối hôm qua tôi có nhận một tin nhắn của một người bạn hỏi tôi: "Anh Hùng ơi, ở trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin liên quan đến tu viện Minh Đạo ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Em thật hoang mang vì không biết thông tin nào thiệt, thông tin nào giả. Thí dụ có thông tin nói rằng Sư Minh Đạo đang vận động để mà có những người đóng góp giúp cho các trẻ mồ côi ở nơi đây. Đúng hay không anh Hùng? Hoặc một thông tin khác lại nói Sư Minh Đạo đã trả lại tu viện Minh Đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đưa các em trẻ mồ côi vào Sở Lao động Thương binh Xã hội. Điều nào đúng anh Hùng?" Tôi xin trả lời: thông tin mà Sư Minh Đạo vận động để đóng góp cho tu viện Minh Đạo nuôi các trẻ mồ côi là thông tin cũ. Đúng nhưng mà là cũ. Chính Sư Minh Đạo nói đó là vào năm 2023, trước khi nổi lên vụ của Sư Minh Tuệ đi bộ hành như thế. Nên thông tin đó là thông tin cũ, nhưng người ta đánh tráo khái niệm, đưa thông tin đó sau khi mà Sư Minh Đạo đã nhập thất khoảng 30 ngày. Nên ở đây là một hình thức đánh tráo khái niệm để người ta ngộ nhận về Sư Minh Đạo là vẫn đang yêu cầu cúng dường, cúng cái này, cúng cái nọ, thì điều đó không có trúng nữa. Sư Minh Đạo sau khi mà đã nhập thất 30 ngày trở ra thì Sư Minh Đạo xưng mình là em, là em. Đôi lúc cũng còn có những bỡ ngỡ, nhưng xưng mình là em hoặc là con thôi. Y như Sư Minh Tuệ xưng mình là con. Nên những clip nào mà Sư Minh Đạo nói tự xưng hô mình là sư, là thầy, là trước kia, trước biến cố Sư Minh Tuệ đi bộ hành nhé. Vậy thì trả lời cho câu hỏi thứ nhất là thông tin đó đúng hay sai thì đúng, nhưng là sai thời điểm. Và điều đó là một điều đánh tráo khái niệm. Trả lời cho câu hỏi thứ hai, Sư Minh Đạo mà bạn nói là trả tu viện Minh Đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì dùng ngôn từ nó không chính xác. Ngôn từ là Sư Minh Đạo chấp nhận cúng hiến tu viện Minh Đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại sao? Tại vì sau khi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu họp và có thỉnh nguyện lên trên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Trung ương đã trả lời và nói là hoàn thành tâm nguyện của Sư Minh Đạo để Sư Minh Đạo hoàn tục và làm theo thủ tục gì đó của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trên nguyên tắc đó, tu viện Minh Đạo và những gì đóng góp cho tu viện Minh Đạo là của Phật tử ở nơi đó. Thì nếu không có sự đồng ý của Sư Minh Đạo cúng hiến thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam khó mà làm chủ lắm. Nên nói rằng là trả lại thì không đúng, là cúng hiến. Cúng hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và các trẻ mồ côi đó Sư Minh Đạo đã đưa về Sở Lao động Thương binh Xã hội để chăm sóc thì đúng. Đúng hoàn toàn 100% điều này. Sư Minh Đạo đã buông bỏ tất cả, và đây là tâm tình của Sư Minh Đạo sau khi mà cúng hiến tu viện Minh Đạo cũng như là đưa các em trẻ vào trong Sở Lao động Thương binh Xã hội. Tôi xin trích đoạn và tôi sẽ bình luận những tâm tình đó của Sư Minh Đạo. Đây là phần mà Sư Minh Đạo nói là
mình buông bỏ tất cả, không sân hận với ai hết, không sân hận với ai hết. Một tâm tình rất là đáng kính. Đây là một vị chân tu thật sự. Đây là tâm tình của Sư Minh Đạo. Cái tâm đức của mình á, nói về pháp danh mà gọi là thiện đức á, thì cái đức mình tu hành á, là cái tâm đức của mình á, nói về pháp danh mà gọi là thiện đức á, thì cái đức đó nó có nghĩa là gì này? Nếu mà mình bị một người nào đó xô mình té xuống một cái bờ sông hay là cái thành giếng hay là một cái vực á, thì cái điều quan trọng lúc này á, là mình tìm cách để mình đứng dậy, mình trèo lên bờ, mình nhảy lên khỏi giếng đi, chứ mình đừng có nên quay lại mình tìm cách mình trả thù, mình đừng có tìm cách mình xô đẩy cái người xô mình xuống sông xuống giếng nữa, bởi vì cái đó nó không phải là cái hạt giống từ bi của Đức Phật. Thì mặc dù bây giờ mình là người phàm á, thì chắc chắn cái lòng từ bi của mình nó chưa có thể hiện đủ đâu, thì mình phải tập nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mình đừng để lòng của mình á, thì cứ mãi dây dứt suy nghĩ cách nào đó để mà mình trả thù lại cái người tổn thương mình. Tại vì mình làm như vậy á, thì mình cũng giống như cái người đó. Quý khán thính giả thấy đó, đó là một vị chân tu, không mê chấp ai, không sân hận với ai. Như Đức Giêsu Kitô đã từng giảng, đó là người ta tát con má này thì đưa má kia cho người ta tát luôn. Không ăn thua đủ với ai hết. Người ta muốn lấy tu viện Minh Đạo thì cúng hiến luôn tu viện Minh Đạo. Người ta muốn là như thế nào đó để các trẻ mồ côi không còn nơi đây thì đưa các trẻ mồ côi vào trong sở lao động thương binh xã hội để không còn gì hết, tức là hai bàn tay trắng. Đây là một điều mà Sư Minh Đạo nói ở phần sau. Không phải là một kiếp nạn, mà là một gì đó để cho Sư Minh Đạo bị thử thách, rồi vượt qua, thì mới là đi tu. Và đây là tâm tình tiếp của Sư Minh Đạo về vấn đề đó. Nên cái điều quan trọng của người tu của mình bây giờ là mình chữa lành mình trước. Nên các Phật tử mà nghe tin chùa mình có những cái pháp nạn á, thì hãy coi như đó là một cái nấc thang thiên đường. Tại vì cái gian nan á, nó luôn luôn làm chất liệu để cho cái người mà gọi là bậc thượng sĩ á, bước lên thiên đường. Nó chỉ địa ngục á, nó chỉ xuất hiện trong người nhỏ bé, thấp kém. Và địa ngục á, nó ở trong tâm của mình, nó ở trong trái tim của từng người. Cái con đường mà đến thì địa ngục nó cũng dễ, nó ở trong trái tim của con người, cho nên con người ở đâu thì địa ngục nó ở đó. Ví dụ như mình dấy lên trong lòng cái sự sân si thì nóng là địa ngục hỏa thiêu, mà mình lạnh nhạt với ai thì địa ngục băng giá. Ví dụ mình ở trong một gia đình mà mình có 4 đứa con, một người chồng, và đặc biệt là có một người mẹ chồng, mà mình vì ghét cái người mẹ chồng này mà mình kiệm lời, mình không nói chuyện với mẹ mình. Mẹ mình hỏi con ơi sáng nay ăn gì, mình cũng không trả lời. Đến lúc trả lời nó nhìn thì biết chứ hỏi gì, bộ mắt thấy hỏi tôi nữa. Thì mình cũng là tự tạo cho mình một cái địa ngục. Đó là địa ngục băng giá, địa ngục bạc thiệt. Cho nên địa ngục nó ở trong tâm. Vậy cho nên mình á, thấy một ai đó trong cuộc đời này mà sân si á, thì cái điều mình cần làm á, là mình đừng có nhảy vô cái vùng lửa đó. Tại Đức Phật nói là trong cõi đời này là như là một cái hầm lửa vậy đó. Đức Phật nói cái tranh thủ ra đi con, tại đừng ở chung trong đó. Thì không phải là mình tưởng tượng là mình nhảy đến một cái thế giới nào để rồi mình không ở trong nhà lửa. Cái nhà lửa đó ở trong lòng của mọi người. Cho nên Phật tử mình đừng có thấy bên kia nổi nóng thì mình nổi theo, bên kia nổi sân mình nổi theo. Tại vì con á cũng từng như vậy. Tại vì người ta dồn mình vô đường cùng á, thì bắt đầu mình sẽ bung lên cái sự tức giận. Nó gần giống như là người ta mồi lửa vô trong cái lò than của mình. Tại vì mình cũng có một hầm lửa mà mình đang tìm cách để hóa giải cái hầm lửa đó. Nhưng mà có ai đó, một người cầm đuốc, hai người cầm đuốc, ba người cầm đuốc, 10 người cầm đuốc, người ta cầm đuốc, người ta dí vô cái chỗ mình đang giữa, thì biết đâu chừng mình sẽ Phật chạy theo.
Điều đó có nghĩa là nó giống như cái nhà bên đây cháy, nó sẽ lan dần qua cái nhà kế bên. Đó là lý do nó cháy nguyên một cái phố nó luôn ấy, là nó lan cái lửa. Vì vậy cho nên mình có lửa lòng thì mình phải tìm cách ấy, mình dập tắt cái lửa lòng của mình xuống là trong lúc này. Cho nên cái sự trả thù, cái sự tức giận, cái sự hơn thua nó vốn là rất khập khiễng trong cái đường tu. Thà là mình không có tu á thì người ta ăn chả mình ăn nem, người ta ném đá thì mình ném gạch, cái chuyện đó bình thường không ai trách, thấy không? Còn như mình đã khoác trên cái cuộc đời mình một cái chiếc y của một nhà sư rồi, như sư Minh Tuệ nói đó, cái áo đó người không phải ai mặc cũng thành là ca sa. Cái người nào mà mà giảm tham sân si hoặc không còn tham sân si thì thành là ca sa. Còn nhiều tham sân si cho dù mặc cà sa cũng không có nghĩa là cà sa. Như vậy cà sa hay không cà sa là phụ thuộc vào ai có niết bàn hay không. Cho nên thầy Pháp Hòa nói niết bàn là vô tham vô sân vô si đó. Cho nên mình ở trong lĩnh vực này, quý Phật tử từ đêm nghe tin gây buồn quá chạy về thì sư nhận cái tình cảm, xin lỗi con nhận cái tình cảm, nhưng mà con khuyên rằng là mọi người hãy bình thản trong sóng gió, bình tĩnh trong khó khăn. Và con cũng muốn gửi cái tâm ý này đến với tất cả mọi người, ai đã từng đến tu viện của con, một hạt gạo, một bịch gạo, một đồng, một cắt, ít nhiều tâm tư rau cỏ hoa quả, ai mà có duyên đến tu viện của con nhiều năm qua, nuôi các con cùng với các con đi ngang qua bao nhiêu giông tố cuộc đời để các cháu trưởng thành. Bây giờ hôm nay có vợ chồng của Phát về thăm á, thì các cháu ở thập niên 2006, bây giờ cháu cũng vợ con rồi, vẫn ăn chay trường, cả vợ chồng ăn chay trường, thì đó là hạnh phúc rồi. Hôm giờ các cháu về cũng cả chục đứa đi làm ăn xa, cỡ nào cũng về, thức cả đêm với con luôn, không ngủ, thầy trò ngồi đàm đạo. Con luôn luôn nói với các cháu là mình bây giờ quan trọng là giữ sức khỏe, đừng để vì quá đau thương mất sức khỏe. Và học một câu nói của người xưa là nếu mình giữ rừng thì không sợ mất củi. Hãy giữ sức khỏe rồi mình giữ cái tinh thần để cho các em nó mạnh mẽ. Hãy xem như mình gửi cho trung tâm của phòng lao động nuôi dưỡng các em giùm mình một thời gian. Hãy nghĩ như vậy để cho nó thoáng, vì mọi người cũng muốn giúp cho mình thôi. Hãy suy nghĩ dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù đau khổ như thế nào, thì cứ vẫn suy nghĩ rằng là người ta đến để giúp đỡ mình thôi. Mặc dù cái suy nghĩ đó nó là một cái suy nghĩ đôi lúc nó cũng không phải là thực tế, nhưng mà người tu của mình thì mình hãy cứ suy nghĩ điều thiện đi. Cái bất hạnh của một người sống trên đời là mất niềm tin trong cuộc sống. Sợ nhất là mình không còn niềm tin vào ai cả. Mình nhìn lên bầu trời là đen kịt luôn. Mình nhìn xuống trái đất mình thấy dày quá, dày hôi thối luôn. Mình nhìn vào lòng người mình thấy ai cũng bạc bẽo. Mình nhìn vào ai mình cũng thấy người ta lừa mình hết. Mình không còn một niềm tin gì với bất cứ một nhân vật, dù từ là người thân, anh chị em, ruột thịt của mình cho đến những người đồng đạo, đồng tu với mình. Mình không còn biết tin vào ai hết. Thì đây là bất hạnh của cuộc đời. Và em không muốn, con không muốn con trở thành người bất hạnh đó. Cho nên con vẫn dâng cao trong lòng mình một niềm tin về chân lý. Con vẫn tin rằng Phật vẫn ở đây. Con vẫn biết rằng là Phật dù nhập diệt đã 2.500 năm, nhưng Phật vẫn hiện hữu trong trái tim của từng người. Miễn là mình đừng có bỏ Phật. Mà Phật quan trọng nhất là Phật tâm của mình. Đấy. Cho nên chốt lại cái ý này là con mong muốn mọi người hôm nay về tu viện thăm con rồi thì có thể vài hôm nữa là sẽ cúng dường cái tu viện cho giáo hội, để giáo hội coi như làm đúng chức trách. Và con một lần đã hiến cúng cái tu viện này cho giáo hội thì cả cuộc đời này dù con có thăng trầm, dù con có trôi dạt về phương trời nào, thì cái tâm nguyện ban đầu tài sản này của giáo sản thì đến chết vẫn là của giáo sản. Thì con vì muốn tu theo cái hạnh của sư Minh Tuệ mà nghiệp con dày quá, còn phải cưu mang các em nên con cứ không làm tròn, thì con hơi bị động lòng động tâm trước cái sóng gió thì con sám hối. Nhưng mà con không cho phép con trở thành một người đệ tử Phật mà phải
mà rồi sanh tâm mình phiền muộn, hãy thắp lên cho mình một ngọn đèn dù là nhỏ, thì cái ngọn đèn đó vẫn có một tia hy vọng cho mình đến với Phật. Con cũng vẫn biết á, có quý thầy cũng chê con, trách con lắm, nói con là phản thầy phản tổ, nhưng mà con thấy á, ai cũng là thầy, ai cũng là tổ. Con thấy Đức Phật dạy, Đức Phật còn lạy được đống xương khô, thì con lạy sư Minh Tuệ, con thấy con còn thua xa Đức Phật. Đức Phật còn độ được La Hầu La lúc 7 tuổi vào tu, thì con nghĩ con nuôi mấy chú tiểu cũng không có phải là con làm trái lời Phật. Có người nói con đi tu mà sao đi nuôi mấy chú tiểu, quá tình cảm. Thật ra con vẫn mong muốn trên cuộc đời này có những ngôi chùa mở rộng lòng từ ra nhận các chú tiểu, để rồi những nhà sư mà đi tu chưa đắc đạo phải tái sinh lại cuộc đời này thì họ có những ngôi chùa để họ tu. Chứ bây giờ mà ai cũng nói phải đủ tuổi mới đi tu thì những nhà sư trẻ đi vô đạo là chỗ nào mà vô. Con thấy trong lịch sử Phật giáo, Đường Hiền Trang, Pháp Sư Cư Ma La Thập, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thông Bổ, những hòa thượng mà con biết được, những vị tài đức đó hình như là tuổi trẻ, tuổi thơ vô chùa mà phải hoàn cảnh trái ngang. Cho nên con mới không có làm cái trung tâm nhân đạo này nhiều năm qua. Chứ hồi trước giờ Phòng Lao Động và Thương Binh luôn luôn kêu gọi con làm, nhưng mà con vì có một cái điểm mà con sợ cái tiếng mồ côi mồ cúc ấy, nó ảnh hưởng đến những cái tâm đức của những người mà trở lại cuộc đời này, người ta gọi là hội nhập ta bà. Quý thầy mà tụng kinh cho những vị mà nguyên tịch á, cứ bảo là hội nhập ta bà để phổ độ chúng sanh, tức là giảng sanh về Tây Phương xong nhưng mà vẫn có thể quay trở lại đó. Đó là ý thứ nhất, cho nên con có lỗi đó. Bây giờ cái lỗi đó nó lớn nữa thì con chấp nhận thôi. Quý vị đừng có tiếc cái tài sản, tại vì cái tài sản lớn nhất của cuộc đời mình là gì đó không, là cái thân này. Nhưng con suy nghĩ cuộc đời của mình, nếu thời gian sống là một ngày thì con chính là thời gian của con là khoảng 3 đến 4 giờ chiều đó. Rồi còn một chút xíu nữa, thầy trò của con giống như là mình chơi bóng chuyền đó. Con hay ra chơi giấc 4 đến 5 giờ chiều. Mùa hè là chơi 4 giờ, còn mùa đi học là chơi 5 giờ. Chơi chút xíu cái mặt trời lặn nó hiện lên tròn vậy nè. Cái con nhìn vào mặt trời lặn cái con thấy chút xíu, cái nó tắt mắt à. Cái con cũng kịp nhận ra là cuộc đời của con nó cũng như cái mặt trời này. Con sống được 50 năm này. Con sinh năm 74 chứ không phải năm 75, 76. Vì nhiều khi ai đó nói 76, 75 nhưng thật ra con sinh năm 74. Thì là con thấy 50 tuổi trên cuộc đời này, cái thời điểm này là chắc mình cũng khoảng 3 đến 4 giờ chiều là mình mất rồi. Nên con không có còn thời gian để suy nghĩ nhiều về vấn đề lợi hại. Nên có người nói sao con phải làm vội vàng vậy, để khi nào mình giao chùa được cho sư định rồi mình hãy làm, lo lắng cho các em làm trung tâm được xong hay làm. Con thấy mình tính toán như vậy thì mình tính còn trời tính đó. Con thấy sư Minh Tuệ con quý đến nỗi là có thể con leo được cái phao đó lên là con leo lên, chứ con không có thời gian. Và con cũng không cho rằng cái đây là cái nạn luôn. Mọi người cho rằng đây là một cái nạn gì đó khủng khiếp trong cuộc đời mình, hỏi là còn bao nhiêu kiếp nạn nữa. Nhưng con lại cho rằng đây là một bài học. Con cho rằng là một cái nấc thang để mình phải cần vượt qua. Đó, quý khán thính giả thấy lời giảng của một vị chân tu khác với lời giảng của những ma tăng lắm. Những ma tăng khi mà thấy gì đó thì sân hận lên, rồi kết án này nọ, nói năng hàm hồ. Tôi nói thí dụ thôi, thí dụ. Sư Huệ Thuận khi còn ở tại chùa Dược Sư Atlanta, Georgia, đã nói về các vị sư thì cho rằng là tăng đoàn là một bụi mía. Không ai là trồng cái mía có một cây đơn côi một mình vì không chịu đựng được gió sương. Ông sư Huệ Thuận này về vấn đề khoa học và bình thường của con người cũng còn không có kiến thức, huống chi giảng một điều thật là tào lao như thế. Ví tăng đoàn như là một bụi mía thì không còn thuốc chữa nữa. Vì sao? Vì tôi nói thí dụ như Đức Giêsu Kitô khi còn tại thế nói rằng ta là cây nho, các con là cành. Cành nào mà tách rời khỏi cây nho thì sẽ bị khô héo.
Nếu nói rằng uy lực của tăng đoàn thì điều đó là điều đúng, vì Đức Phật có nói về vấn đề uy lực của tăng đoàn như trong vấn đề mà cứu giúp mẹ của Mục Kiền Liên thì đã nhờ đến uy lực của tăng đoàn. Uy lực của tăng đoàn thì phải đi theo chính pháp chứ không phải là đi theo tà pháp. Phật Pháp Tăng nói rằng là tăng là gồm luôn cả Phật và Pháp là không đúng, vì có những ma tăng họ đi tà pháp thì điều đó không thể nào mà nói rằng là ví tăng đoàn như một bụi mía được. Chúng ta thấy có những khúc mía nếu mà đâm đúng chỗ, đúng nơi và đúng thời điểm thì khúc mía đó mọc lên thành một cây, rồi nứt ra thành nhiều cây, trở thành một bụi lớn luôn kìa. Nên suy tư đó về vấn đề tự nhiên khoa học thôi, ông Huệ Thuận cũng còn chưa thấy, huống chi giảng về Phật Pháp. Những điều cao siêu thì ông cắt nghĩa tầm bậy tầm bạ và đầy sự sân hận, tham sân si, chỉ vì muốn vật chất và bảo vệ ma tăng Thích Chân Quang một cách rất là lố bịch, khi cho rằng đó ai đó ghen tị vì thấy các sư này sư nọ có tài chánh, có đồng hồ, có xe sang trọng. Rõ ràng là ông là muốn những cái vật chất đó, đi tu là buông bỏ tất cả, vậy mà ông giảng thuyết chỉ mong rằng có những cái vật chất đó. Và cách nói của ông khi thấy sư Minh Đạo ngưỡng mộ tán thán hạnh tu Đầu Đà của sư Minh Tuệ thì ông lồng lộn lên. Ông mắng nhiếc sư Minh Đạo là sư phá đạo đủ thứ đủ trò hết, rồi ông gọi áo ba y một bát của sư Minh Tuệ là áo phân lô bán nền. Đúng là tư duy của một kẻ tiểu nhân, đứng trên phương diện của con người thôi thì đã rất là tiểu nhân, tham sân si và trả thù, huống chi là một vị sư. Còn trong khi đó, quý khán giả thấy sư Minh Đạo trả lời không có sân hận gì hết. Ai muốn làm gì làm, cúng hiến tu viện Minh Đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sẵn sàng để cho Sở Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam lo lắng cho các trẻ mồ côi. Chúng ta nghe tiếp tâm tình của sư Minh Đạo. Cho mình một bài học này mà mình giải được thì mình lên lớp. Còn nếu mà cho mình một bài toán này, một kỳ thi này mà mình giải không được thì mình lại học lại lớp 1. Ở đây con thấy có nhiều đứa 3 năm lớp 1, 4 năm lớp 8. Nhưng con thấy học hoài mà không hiểu. Học hoài mà đến trường thi rồi ở lại lớp, cho nên con thấy gì tội quá, con thương nhiều hơn. Sao mà mấy em này nó tội quá, thằng kia nó nói con té giếng mà thầy. Thì nó tế giếng nên nó học không thuộc bài, mình nghe nó nói gì mình thương nó nhiều. Con thì con muốn bây giờ mình đi đến cái lớp này là mình phải trải qua một thử thách nữa. Thì hơn nữa đó thì là mình đi xuất gia là mình ra khỏi gia đình thế tục, rồi mình ra cái nhà phiền não nữa. Nên Hòa Thượng Viên Minh nói á, hay là Hòa Thượng gì con không biết, Pháp Minh có biết, có phải Hòa Thượng Viên Minh Pháp Hòa Chủ không? Con có nghe Hòa Thượng nói là xuất gia bây giờ là bỏ chùa. Hòa Thượng nói vậy. Tại sao không? Tại vì chùa bây giờ giàu hơn cái nhà. Chùa bây giờ giàu hơn cái nhà, mà hồi xưa mình bỏ cái nhà xong vô cái chùa mình giàu hơn. Cho nên nó ràng buộc mình, nó ràng buộc còn nhiều hơn là cái nhà này. Hồi xưa mình ở nhà mình có đứa con, có người mẹ, có người chị, có hai ba người chị, thì nó có 4-5 thành viên trong tình yêu thương đó. Bây giờ mình vô chùa như con có 50 đứa hiện tại, lớn nhỏ nheo nhóc hết. Vì cái ái luyến đó đến bao giờ con mới giải thoát đây? Cho nên con suy nghĩ luôn, ngày hôm qua là con cũng còn tranh đấu với mấy anh chị ở trong phòng lao động á, con muốn nuôi, con muốn giúp đỡ cho con nói một hơi, con thấy con càng đi xa vô cái vũng đầm lầy mà các anh chị em đã đặt định sẵn rồi. Thôi thì con dừng lại đi, đừng có bơi nữa. Khi mình đuối sức rồi thì thôi có cái phao nào đó mình nổi trước đi. Cho nên cái câu chuyện mà cái trung cái tu viện Minh Đạo này mà để cho các em đi về trung tâm đó, hãy biến cái nỗi đau này thành một chất liệu sống đi, cứ
cứ nghĩ các em nó đến đó nó thay đổi gió, thay đổi sóng đi, để cho các anh chị bên trung tâm nuôi dưỡng nó giúp mình đi, yêu thương nó giúp mình đi, để mình ở đây mình tu trước đi. Mình nếu như gọi là còn duyên đó, chắc chắn sẽ gặp. Đó là tâm tình của sư Minh Đạo khi mà các trẻ được đưa vào Sở Lao động Thương binh Xã hội. Và sư cho rằng đây là một gì đó giúp cho sư vượt qua, thì sư mới là người tu thật sự. Quả thật tôi rất ngưỡng mộ những tư duy rất đạo đức của sư Minh Đạo. Tôi cho rằng đó là những tư duy của những bậc A-la-hán. Và nếu nói của ngôn từ loài người thì đây là suy tư của một bậc đại trí thức thâm cao về đức hạnh. Thâm cao về đức hạnh. Đại trí thức thâm cao về đức hạnh nên buông bỏ tất cả và sẵn sàng làm sao suy nghĩ đến đời, đến sự phát triển của đời, chứ không phải là những cảm xúc, những gì đó của cá nhân mình. Nên trả lời câu hỏi thứ hai của người bạn, tôi xác nhận những gì mà bạn nhận được thông tin câu hỏi thứ hai là đúng, chỉ trừ có một điểm tôi bổ túc thêm thôi. Không phải là trả lại tu viện, mà phải dùng ngôn từ chính xác là cúng hiến tu viện Minh Đạo cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và cũng đã đưa các em cô nhi vào trong Sở Lao động Thương binh Xã hội là chính xác. Sư Minh Đạo không có than phiền và chấp nhận và rất vui vẻ. Đó là một bậc chân tu. Tôi tin rằng với hạnh tu như thế thì sẽ đạt được chánh quả, ít nhất là ở bậc A-la-hán. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.